các bạn Bali, cây cối đã ghê các bạn. Đây bên đây nhà nào cũng có một cái ngôi đền nè. Đó, thấy không? Có một cái chỗ ngồi chơi, trang trí rất là đẹp. Sẽ còn nhiều cái hay nữa các bạn, làm vẽ hình giống ngôi đền ha. Có ngồi ăn uống cà phê. Ở đây có một gia đình đi chơi bằng xe Vespa cổ, dễ thương quá. So cute. Đúng ra đi sớm hơn mà có hai anh chị lớn tuổi rất là khoái ra đòi chụp hình hỏi han quá trời luôn các bạn. Rồi bây giờ là đến ngồi bên đây bây giờ mới thấy được cái tiện. I return the key. Thank you very much. Giờ mới thấy được cái tiện của ngồi bên đây. Đi về Kuta là coi như là thành phố lớn nhất, trung tâm ở đây, Kuta cùng với Denpasar. Nóng quá. Siêu nóng. Đây, một hành trình mới ở Bali. Hôm nay bạn rủ đến chỗ Uluwatu, cái đền, một trong những cái đền nổi tiếng nhất của đảo Bali, để xem một cái lễ hội khiêu vũ, nhảy múa của người dân. Bên đây phụ nữ họ mặc váy màu hoa văn Bali các bạn, rất là dễ thương. Rồi áo như cái họa tiết có chất dễ sợ luôn, quá đã luôn, giữ được cái truyền thống từ xưa đến nay các bạn. Bây giờ let's go, 100 cây nữa hết ra hết số. đang dính cái lễ hội các bạn. Bà con đi làm lễ cơ. Xách đồ cúng quá trời. Có một cái anh kiểu chắc kiểu dân quân đứng bảo vệ cho mọi người qua đường thì sẽ vẫy lại cho các xe đứng lại. Lần đầu thấy cảnh sát giao thông ở Bali nè các bạn. Này không biết bắt xe máy hay là xe hơi đây, hoặc là bắt quá tốc độ hay là nồng độ cồn gì đó, hoặc là bắt du khách. Tại vì luật bây giờ là không có cho du khách chạy xe thuê xe máy nữa, để chạy nhậu rồi quậy xỉn quá quậy, nên giờ là thấy du khách mà lén thuê xe chạy là có mấy cái chốt cảnh sát này. Đây hai du khách bị bắt lại nè. Mang ba lô quá trời nè. Đó, đây có cái đền đẹp quá ta. Đền gì đây? Đền Bali bao la, hàng trăm hàng ngàn ngôi đền. Quá, theo hướng dẫn chạy vô cái đường nhỏ này các bạn. Ui mẹ ơi, cái dốc này sao mà lên đây. Trời ơi, dính chiếc xe kia nữa. Này mỗi bên qua một làng thôi chứ sao mà qua được hết hai làng. Xong phim rồi. Quá mệt. Rồi ra đường nhỏ. 600 meters. Turn right. Quá mệt, quá hồi hộp luôn. Rồi để biết là cái dốc như thế vẫn lên được ha, nhưng mà lên lết từ từ. Để số 1 kéo thôi. Rồi vô những con đường nhỏ nè. Cái nêu hai bên đẹp quá. Biển số của bên Bali các bạn thấy cái chữ DK đầu á, như là Denpasar đó. Các xe mà ở đảo Bali sẽ có chữ DK đầu nè. Đăng khoa luôn. DK nữa nè. DK 1440CH. DK Suzuki Swift đây. DK 1272 FPD.
qua lên này để đi thẳng. Nãy giờ mới ra được một cái con đường khá lớn các bạn, đổi chủ đề liền. Con đường này tên là Sunset, Sunset Avenue, Sunset Boulevard, giống như kiểu đại lộ hoàng hôn ha. Ở Hollywood đó, ở chỗ Los Angeles đó. Thì bây giờ đang đi xuống một cái đoạn tên là Uluwatu. Hôm nay có một cái lễ hội, có dancing, đồ nhảy múa rất là hay. Nhưng mà hoàng hôn bây giờ còn sớm nên tụi mình chỉ đi tắm biển, đồ ăn uống, đồ chơi trước thôi các bạn. Thì Uluwatu nằm ở cực nam hết. Đây các bạn thấy đây, ở cực nam của đảo Bali luôn á. Đó, thì giờ đi xuống Uluwatu. Thì đây là cô gái buôn mê, hả không? Cô gái quận 8. Không ấy, Indo, bạn này Indo các bạn, nói tiếng Việt rất là chuẩn. Học tiếng Việt được từ năm 1999 là đã học tiếng Việt rồi các bạn. Nên này người Indo đó. Indo mà Indo không có tôn giáo các bạn, không phải Hồi giáo chứ Hồi giáo là trùm đầu rồi các bạn. Còn Hindu, nếu là đạo Hindu thì bây giờ đang đi cúng, đang đi đốt, đang đi lễ rồi các bạn. Quấn khăn, mặc váy đồ, đội mấy cái thúng trên đầu đi làm lễ rồi. Nên cũng không phải Hindu, không biết đạo gì nữa, chắc đạo ù ù. Cái cam là nằm ở đâu vậy? Hả? Cái cam là nằm ở đâu vậy? Cam đây nè. Nên mỗi bữa mà mấy ông cảnh sát với bán vé hỏi mày đi mấy người, nói tôi đi ngồi mà sao mày cứ nhìn nhìn ra sao mày nói chuyện với ai, mày có cháu nào trong xe không, mở cửa không ông ơi, này cái GoPro của tôi. Vậy hả? Đã đến bãi biển. Sorry. Let me see. Đây, bãi biển, bãi biển. Có cái hốc đá. Này quá quen rồi ha các bạn. Này phải đi xuống đây luôn các bạn. Tội nghiệp mấy bạn Hồi giáo phải trùm kín mít, không được thoải mái tắm biển. Đây, mọi người làm những cái offering, cúng tế cho thần linh. Ở trên có nhà hàng kìa, leo lên uống bia cũng được. Đẹp quá các bạn, bà con tắm biển đông vui, mấy anh chàng lướt giống, lướt chắc phải đăng ký khóa học quá. Đây các bạn, hôm nay đi 10 ngày mới được tắm biển, toàn đi núi với đi trên đường không, xuống nghỉ ngơi xíu. Đây còn một bãi biển nữa nè các bạn, khu này rất là nhiều nha các bạn, đá nó chia cắt vô nè, thích leo lên núi nhảy xuống là xong phim. Cái hốc đá rất là đẹp, chị em nào ra đây đứng chụp hình đỉnh luôn. Học lướt ván nè các bạn. Hay là nhiều khi mượn cái ván diễn diễn thôi. Mượn cái ván diễn diễn nè, dễ thương quá. Anh Tây quá nice, bà con tới giờ ra lướt ván nè. Đông vui ghê. Vé các bạn, vé xuất từ 6 giờ đến 7 giờ đã hết rồi. Phải đợi xuất 7 giờ đến 8 giờ là 1 tiếng rưỡi nữa lần các bạn. Vé là 50.000 cho người lớn, 30.000 cho con nít ha, 50.000 rupiah là 75.000 Việt Nam đồng các bạn. Có wifi luôn, Uluwatu Pagus. Tiếc quá ta, không biết có nên đợi không, đợi một gần 2 tiếng nữa là quá lâu. Vé, mỗi vé là 150.000, được một cái vé đây và một cái tờ hướng dẫn Kekak and Fire Dance, là điệu nhảy Kekak và múa lửa, đúng nghĩa Fire Dance luôn á. Thì sẽ có các act, các phần kể về cái câu chuyện từ xưa đến nay, cái lịch sử, cái những cái điệu nhảy có nghĩa là gì á các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 phần, 5 act, 6 hàng ghế đầu, còn hình như ngồi ở trên là mắc hơn. Rồi, đây là đền Uluwatu. Giờ phải mất 1 tiếng rưỡi nữa mới tới giờ múa. Đã đến ngôi đền Uluwatu. Và đây là cảnh vật nhìn về phía xa. Cái bờ đá rất đẹp. Và bên kia là cái chỗ mà múa kê cắt với fire dance. Đó. Kia có một cái nhóm này họ reserve hết full hết luôn rồi, nên không có ai vô được.
tất cả phải đi phía sau. Ơi, có được nữa tất tình đừng có nhảy nha. Còn nhiều khỉ cái đừng lo bé ơi. Rồi bé ơi, đừng nhảy nha. Kỹ chờ mắt kiến của ông kia các bạn, chờ đồ ăn đi. Chuột lại mà không cho. Bây giờ vô đây những cái gì để không có dính vô người, mắt kiến hay là nón gì là dây chuyền đồng hồ nhớ mang chặt vô, không là bây giờ giờ cái kiến mắt kiến cận rồi, tội nghiệp. Anh chàng kia mặc cái áo giống trong Vice City, y chang Grand Theft Auto Vice City. Rồi lấy luôn để coi tí có trả được không. Rồi chôm luôn rồi mất luôn rồi. Mang mắt kiến vô đi, đi bé nhìn cho rõ. Anh chàng phải thải cái bịch kia ra thì con khỉ sẽ trả lại các bạn. Anh chàng gai chắc là có kinh nghiệm khách giật đồ nhiều rồi. Nhiều khi là mấy con này nó được cho đồ ăn riết biết giống như chuột vậy đó, phải giật đồ mới được đồ ăn. Đã vào sân diễn các bạn, sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ giờ sẽ đi qua phía này. Đi qua phía này lên trên ngắm được bình minh, ủa ngắm được hoàng hôn luôn. Thank you. Đây trong sân các bạn, này chắc cũng khoảng 500 người á, quá đã. Lửa bắt đầu các bạn, chuẩn bị bắt đầu phun hết luôn rồi nè. Nói mùi 6 hàng dưới 6 trên 2 hàng vé khác nhau mà vô cũng ngồi lộn xộn đâu ai kiểm soát đâu các bạn. Đó, đã chưa, đông đúc. Phía xa là cái đền Uluwatu đây. Đó, coi view luôn. Cái này mà có nắng xíu nữa được, nhưng mà coi buổi tối hẳn á thì các bạn thấy hiệu ứng lửa nó hay hơn. Còn ban ngày thì thấy nó rõ nhưng mà nó sẽ không thấy được lửa đẹp thế này các bạn. Mọi cái có cái hay. Rồi bây giờ là 7:09 chuẩn bị bắt đầu. Được giới thiệu các bạn. Theo cái tờ này câu chuyện là Rama bị cướp vợ đánh giành lại. Tóm tắt nguyên câu chuyện này là vợ bị cướp rồi rủ đồng đội đi quýnh lộn giành lại vợ, tóm gọn là vậy thôi. Còn chi tiết xin mời xem. Rồi bắt đầu. Oh,
Kia trốn về mà vô tình đúng lúc chạy ra bị dí các bạn, dí xong cái muốn cùng luôn, cười chết. Rồi bây giờ bắt đầu dọn ra, ngồi không có ngồi gần lửa nữa mà ngồi ở ngoài để sàn diễn ở đây. Rồi cái ngày nhật chính.
Các bạn vừa xong vở múa bị cướp vợ rồi Vũ rồi bọn đi quýnh lộn cướp vợ lại. Nhưng hay, nhưng mà ở Bali, ở Ubud mình vẫn thích hơn, từng cử chỉ, từng động tác, từng rất nhiều nhân vật hay các bạn, nên rất mới đúng, rất là hay. Nhưng mà cái này là múa lửa, múa cây cành cũng khá ok. Cho biết các bạn có dịp đến chơi 150.000 một vé, 200 mấy ngàn, 220.000 Việt Nam đồng các bạn. Ok rồi, về khu ta ăn tối, quá đói. Bạn vô một quán ăn tối bạn. Kaken và Đức, Đức Canada các bạn, bạn ăn mời mọi người ăn tối. Nasi kaki babi. Nasi kaki babi. And how about this? Ifumi goreng. Ifumi goreng. Goreng goreng. Ok các bạn, mà các bạn giống Bạch Thái ha. Nhưng mà nasi goreng. Goreng các bạn. Và giá quá đói các bạn. Đây. Quán bia có hát luôn. Bạn mình kêu tên các bạn. Mấy bữa có mấy bạn mà quên đưa. Ok. Very special friend. Không thịt heo các bạn, bên mấy đảo kia đầu hồi không, nay mới có bay cành đây, có ba rọi cuốn cuốn cái gì đó quên mất rồi, khoai tây chiên rau. Mời các bạn ăn trưa, tối bầm phế quá, ngủ tới trưa mới dậy. Đây khung cảnh chung quanh, trưa nóng nực quá, nóng nực luôn. Các bạn lại tiếp tục ở Bali các bạn. Các bạn cũng biết là Việt Nam có mình có người bạn tên là Phương, là chủ của cái thùng gỗ. Ảnh có nhà ở đây, có tới 8 nhà hàng ở đây luôn các bạn. Rất là nhiều, rất là xịn. Thì bán đồ ăn Việt Nam. Ảnh cũng có căn villa ở đây thì rủ đến chơi. Nhưng mà hôm nay lại tiếp tục có tiệc ở nhà bạn của mình rồi. Hôm nay hôm qua chạy xe không dám uống, nay là gửi xe rồi nhậu banh chành. Hôm nay là tiệc họp mặt gì đó. Nói chung dân Bali sống rất là chill, giống dân Thái vậy đó, ăn nhậu suốt rồi tiệc tùng, rất là enjoy life các bạn. Thì hôm nay có người mẹ của mấy bạn đó, người Canada gốc Việt Nam các bạn, ủa người Canada gốc ở Tobago, ở Caribe á,
một cái đảo nhỏ. Rồi người bạn bên Pháp gì cũng sống ở Indo, cũng toàn dân mười mấy hai chục năm ở đây, thì rủ qua chơi. Có cái tiệc nên bây giờ chạy qua đó. Rồi ngày mai sẽ ghé chỗ nhà anh Phương chơi. Này đây, đặc sản của những khu du lịch, đường rất là đông, xe cộ, kẹt xe. Bây giờ là mình phải kiếm chỗ mình đi gửi giặt đồ. Cũng 10 ngày gần 2 tuần mà chưa có giặt đồ bên đây. Chưa có giặt đồ nên hết đồ mặt rồi. Giờ giặt đồ, gửi xe rồi đi tiệc tùng tiếp. Còn nhiều việc quá các bạn. Nhưng mà ở Bali nên cứ ráng enjoy thôi, nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Đi giặt đồ. Đồ 10 ngày gần 2 tuần, quá trời nặng. On this please. Vô một cái tiệm giặt đồ. Định ghé tiệm kia mà chỗ này có chỗ đậu xe nên dừng luôn. Để coi 5kg 58. How much? Tomorrow is fine. Yeah. 83,000. Woo. Express. If you want today. Today. Cái này 2 ngày là 55,000 các bạn. How about one day? 55,000 là 55,000 là khoảng 70,000. Còn bên ngày mai thì gấp là 83,000 là khoảng 130,000, 140,000 các bạn. Rồi, nhanh luôn, tại mai đi rồi. Ok, express tomorrow. Ok, đây các bạn. 83,700. Giá đơn giá là 15,000 là khoảng 22,000 một ký. Là nhanh đó nha. Còn của mình hết 5 kg 6 là hết 83,000 ruby là khoảng 100 cho 150 luôn đi, 150,000 cho 5 kg đồ giặt lấy liền ngày mai. Trưa mai 12 giờ lấy. Bạn hỏi từ đâu? Từ Việt Nam. Rồi, bye bye, see you tomorrow. Máy xe chở khách nè các bạn. Kiểu xe trung chuyển từ xe lớn vô trong trung tâm Bali. Tại đường nhỏ. Đường rất là nhỏ nên xe lớn không vô được. Đó, nên giờ đi qua Suli. Anh này anh nói để anh chở đi, không biết giá bao nhiêu. Ok. Đây, đi Grab, đi Gojek, đi nhậu đây các bạn. Đi nhậu không chạy xe. Đây là đường phố ở Indo. Phía sau một chiếc xe máy. Mở đèn lên anh ơi, mở đèn xe. Đó, quên đang ở Indo. Đây, xe máy thì cũng chen rồi leo lề tá lả luôn. Địa điểm hơi khó nên sẵn giao đồ ăn từ quán Mẹ Vui ở của anh Phương cái tục gỗ cho mình, xong cái mình coi giá nhiều cái bút đi thẳng luôn các bạn, đưa địa điểm luôn. Một bút quá sau lưng một anh vừa chắc và FS luôn nè. Phố Indo lúc chạm lén. Mua lần mấy đứa nhóc mua lần. Biết lễ hội gì các bạn, sắp tới rồi. Đường nhỏ xíu rồi các bạn, chạy len lỏi. Nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi. Chạy đường luộn luôn. Your destination is on the left. Yeah, maybe here. Rồi, đã tới rồi. Ok la. Thank you. Đây các bạn. Mấy bạn làm một cái tiệc. Đây. Ok. Đây. Một cái biệt thự xét bờ ruộng. Đó, anh chàng kia rồi, bạn mình, người Canada, gốc Tobago. Hello. Bạn ăn tiệc ở nhà, rồi mấy những người bạn ở Bali và các bạn expat. Đây, cheese. Đây là các bạn, một bạn từ Pháp về, mang cheese từ Pháp về. Quá đã các bạn. Đó. More cheese. Yeah, that's fine for me now. Thank you, Dos. Buồn bạc thi các bạn. Rất là vui. Đây là một căn biệt thự của chị của bạn mình. Bây giờ cũng bị lọc đầu xuống. Full party. Người già, trẻ em, con nít đầy đủ.
Ở đây có một cái đài tưởng niệm vụ đánh bom năm 2002 ở Bali nè các bạn. Vị trí đánh bom gần đây, 202 người chết và 209 người bị thương. Rất nhiều người Úc, 88 người Úc và quốc tịch Anh rồi các nước khác các bạn, 20 quốc tịch bị đã chết trong cái trận đánh bom. Thì đây là một cái đài tưởng niệm. Ở trên đây có khắc tên những cái người đã bị ám sát, bị giết trong cái trận đánh bom. Đây là năm 2002 của tổ chức khủng bố Hồi giáo các bạn. À, người Úc là nhiều nhất, 88 người. Rồi người Đan Mạch, người Anh 23 người các bạn. Người Đức, Brazil, Canada, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Ba Lan, người Châu Phi, Indo nữa, Indo 38 người thiệt mạng, rất là nhiều người. Đó, thì trận khủng bố. Thì cái vị trí đánh bom là nó nằm ở đây, ở phía trước đây, ngay cái khu đông nhất và cái mùa đông nhất của Indo luôn các bạn, của Bali luôn. Đó, đài tưởng niệm. Chắc các bạn nào 8X, 9X sẽ nhớ, sẽ đọc những thông tin này năm 2002 nha. Các bạn, mình vô một cái nhà hàng Việt Nam ăn ủng hộ đây, là quán Mẹ Vui của anh Phương cái thùng gỗ á, rất nhiều bạn cũng biết. Vô thử thì trang trí của Indo nhưng mà lại nhìn giống rất giống Hội An ha, màu vàng vàng đây. Đây là quán Mẹ Vui, Mẹ Vui các bạn, không phải Mẹ Vui, Mẹ Vui. Anh mở đầu sau 7 quán, 8 quán ở đây rồi. Đó. Vô thấy đập vô chữ cà phê này nè. Đó, chè chuối nè. Đó, đồ ăn, nước uống, phở, cơm gà. Quá đã. Bây giờ mình sẽ vô thử kiếm đại món nào. Đây các bạn. Quán Mẹ Vui ngay trung tâm Bali luôn. Các bạn nào có dịp qua đây chơi thì ghé ăn ngoài, sau khi ăn mấy món Bali địa phương xong thì thèm đồ ăn Việt Nam thì vô đây ăn ủng hộ cũng được các bạn. Nhà mật khẩu bạn đang pha, tính giá không đổi. Một tô phở đặc biệt các bạn, ăn thử vị phở Việt Nam ở Indo coi sao nha. Ăn phở Việt Nam ở nhiều nước rồi, nay ăn ở Indo coi sao. Thêm một ít rau húng, rồi rau quế, chanh các bạn. Sợi này Indo cũng đồ gạo nhiều, chắc là có phở tươi các bạn. À, cái này không biết phải phở tươi không nào. Cái này không được phở tươi rồi, chắc khó làm, ít người làm các bạn, không có mấy món bún đồ nhiều. Rồi đây là chả giò, thịt vị có vẻ thơm á. Rồi mời các bạn, tô phở này là giá 80 rupia, là khoảng 120.000 tô phở đặc biệt ha, 120.000 phở Sài Gòn. Nước nào các bạn, rất là giống vị Việt Nam luôn. Các gia vị bên đây cũng gần, nhiều rau củ, gia vị trồng được nhiều, với cũng tiện nên gửi qua được các bạn. Không khác gì Việt Nam. Mời các bạn ăn. Dạ, tuyệt vời. Welcome to Tanalot các bạn. Này, xe Việt Nam qua tới đây luôn nha, ghê ghê ghê. Này, phải xuống xe nữa rồi. À, để đi qua bên đây thì cái buồng nó bên đây. Turn left. Mình đi qua bên đây thì mình sẽ đỡ phải xuống xe. Còn bên kia thì phải chầm qua. Đã quá, lần đầu được. Lâu lắm mới được ngồi bên đây các bạn. Đỡ phải xuống xe. Một người không biết nhiêu tiền đây. Có tượng Ganesh. À, đầu voi, thằng Shiva lỡ tay chặt đứt đầu nên lấy đầu con voi gắn vô. Này không biết, chắc tính theo xe quá. Selamat. One people, one car. One people, one car, 80,000 please. 80,000? Yeah. 75,000 một người nước ngoài các bạn. Người trong nước là 30,000, rẻ hơn phân nửa. Đậu xe là 5,000, là tổng là 80,000, là khoảng 125,000. Thank you. 125,000 các bạn, cho người và một xe. Người 75,000 ha. Trăm mấy, 120, 130. Còn xe thì có 5,000 đậu xe thôi, rất là rẻ. Phí đậu xe có 7,500 thôi. Đây, đã đến.
8 năm mới quay lại. Kiếm chỗ đậu xe. Block A. Đã full. Block B còn bao la. Chú vô. Đầu cảnh bán Suzuki luôn. Hai chiếc Sucoc cạnh nhau. Đây. Turn right. Then turn right. Right. Hai chiếc Suzuki với nhau. Suzuki Carry 1.0 luôn các bạn. Và lụt đồ. Hey. Một góc đền Sanalot các bạn, đền bên kia. Còn bên đây là một cái mỏm đá, có một cái hốc rất là đẹp ha. Nhưng mà sợ an toàn nên cấm ra. Nhưng mà có ông cha nội nào ngồi ngồi câu cá cơ. Ở đây cũng có một anh lướt dán đây, nhưng mà không có mấy nhiều người ha. Đây là các bạn, cảnh cũ người xưa. Trước là ra là rất là đông khách Trung Quốc ở đây, cũng bất hơn rồi. Xong rồi tụi nó trượt ở đây rồi đi xuống biển chơi tá lả luôn nè. Nay vắng hoe. Tí qua đền thì đông hơn các bạn. Sóng biển dập dìu, cảnh quá đẹp. Các bạn, ngôi đền Sanalot đây vẫn đông. Bà con leo ra đây dành xí nhau kiếm chỗ chụp hình cho đẹp. Đó, đây có một cái cầu bằng đá tự nhiên các bạn, nối ra ngôi đền. Cũng không hẳn là nằm giữa biển ha. Bây giờ thủy triều lên thì sẽ chia cắt ra, sẽ nằm chơi vơi một chút. Cái này làm nhớ tới ở Zanzibar cũng có một cái hòn đảo á. Nó cũng như thế, nó cũng nước lên thì nó sẽ chia cắt hẳn, còn nước xuống cũng phải lội ra các bạn. Đây là đền Sanalot đây. Đẹp nhất là sóng biển ở đây, dập dìu đánh vào đây. Nó xong nó trôi xuống giống như ngoài bãi đá cổ thạch á, hoặc là ngoài gành rái á các bạn, ở ngoài Vĩnh Hy. Còn đây là quang cảnh toàn bộ các bạn. Nó khách sẽ đi từ đây nè các bạn, thấy không? Đi ra chơi ra ngoài đây, leo lên ngôi đền chen chúc nhau rồi đó, quá đông luôn. Chào các bạn, bây giờ là mình đi ra gần ngôi đền rồi các bạn. Đợt trước là 8 năm trước là không có ra, đứng từ xa thôi tại quá đông. Hôm nay cũng đông nhưng mà kệ nó, lỡ tới đây mua vé rồi đi ra sát ngôi đền luôn cho các bạn xem gần ngôi đền có cái gì. Tại đông du khách các bạn. Này thủy triệu xuống rồi, đi bộ ra tới được luôn. Kia mọi người đang xếp hàng. Mà như là không có cho đi lên, không biết xếp hàng vô làm cái gì. Vô coi ở trong hay gì á, chứ ở trên là chỉ cho những cái người họ làm lễ thôi các bạn, người Hindu thôi. Đây mọi người xếp hàng vô để lấy nước thánh đó các bạn. Holy Spring Water. Đây lấy nước thánh à, để dán cái hạt gạo lên trán, gắn một cái bông sứ lên rồi rắc nước thánh lên đầu các bạn. Đó, đó rắc nước lên, dán hạt gạo lên xong rồi gắn hoa sứ vô. Wow, xinh quá, tuyệt vời. Đây, Holy Spring Water. Holy Spring Water. All right, now I got it. Đây, rắc nước thánh. Đó, rắc nước thánh lên, dán hạt gạo lên, kè một bông hoa sứ vô mái tóc. Nam nữ gì cũng gắn hoa sứ vô hết luôn. Đây các bạn, mình cũng tò mò vô làm thử. Rửa mặt ở đây trước. Sau này rắc nước lên. Permission? Yeah, okay, I will take it. Thank you very much. Đây các bạn, gắn bông sứ, gắn hạt gạo và rắc nước thánh. Để đồ này cho ít tiền cho mấy chú. Bạn hoa sứ rồi hạt gạo đồ rắc nước thánh, bây giờ là làm phép là chứng nhận là mãi mãi còn zin, không bao giờ mất zin nha các bạn. Không biết phép này, nói chơi chứ không biết phép này ban được gì, nhưng mà cũng vui, một cái trải nghiệm các bạn.
Rồi, nay mọi người đã ngắm hoàng hôn nhưng mà trời đen thui thế này thì thôi đi về luôn. Hoàng hôn gì tầm này nữa. Ngay đường ra có một cái con rắn là ghi là Holy Snake, rắn thần nè các bạn. Cho mọi người vô coi, sao chụp hình. À, thích thì donate. Đó, đây, rắn thần đây. Sống, hình như trong hang còn một con nữa các bạn. Đây. Wow. Looking good. Có thể sợ được luôn các bạn. Đâu để mình sợ thử nha. Ghê ghê. Đó. Yeah. Thank you. Đó. Mấy con rắn ghê ghê ha. Nhưng mà có một cái con rắn của chị em nên cẩn thận, cắn là sưng bụng, con rắn nó mới đáng sợ các bạn. Rồi, đi về. Tối hẳn rồi. 6 giờ mà chưa thấy mặt trời đâu. Quá xui. Nhà anh Phương, đây bún bò Huế. Nên có quán là Mẹ Vui á các bạn, chữ Huế. Và chai bia, tới uống rượu sao. Rồi các bạn, có con gì giống múa lân á, nhưng mà đây là múa của Bali đây. Linh vật. Ờ. Đã không? Pura Desa. Đó, mấy bà cô khiêng những cái nón các bạn. Đây là mới đi shop xong về, chạy xe máy về. Kẹt xe luôn. May quá tí mình không có đi đường này. Ồ, có cái bảng em nó gây sắc mai đích vui quá ta. Để tí mua cái hoa sứ cài lên xe. Ủa rồi mai mốt giờ lên Uống bút hả? Anh lên mình hả hay là... Đi mình hả? Đó đi mi. Well, enjoy, have fun. No, I want to have fun with you. No. No. If you don't like, come out now. Get out, bye bye. Ok. Các bạn, vừa mới ra bãi biển, bây giờ chuẩn bị đi lướt sóng với gia đình chị Maria, chị Huyền, anh Phương với bé Liêu. Yeah. Đây, lần đầu lướt sóng các bạn. Trước ở đâu có chơi thử mà sơ sơ nhưng mà lâu quá rồi. Nay mới là real surfing đây. Đây là real surfing nha. Real surfing. Đó, ở bãi biển Kangu là cái khu cho expert nhiều các bạn. Đây, sóng buổi sáng vừa đủ, không có quá khó các bạn. Đó, thì đúng kiểu bên đây ha, chạy mấy chiếc xe máy đều có một cái hai cái cảng để chở dán trượt nữa các bạn. Một cái nói ra một sao, một cái ăn trước. Đó, để móc cái dán trượt vô đây. Ở Indo là NMAX là xe chạy tốt. NMAX tốt nhất. Và bên Indo người ta không biết exact là một cái gì hết trơn. Đúng rồi, không có khái niệm. Không có niệm tuổi. Bên đây ta không chạy luôn á. À, bên đây Yamaha là ngon hơn. Rồi. Đó, xe đây. Rồi đậu ở đây các bạn. Thoải mái, bây giờ đi ra surfing. Chương trình là sao đưa bạn đây cam. Thôi bạn ơi quay. Yeah. Chương trình này là hôm nay là sẽ cho bạn Khoa tập. Rồi. Khái niệm về surfing. Thì rồi. Sau khi tập là phải tập khoảng 3 buổi. Dạ. Sau đó là phải tự chơi khoảng chừng 10 tới 15 lần. 10 tới 15 lần. Có thể surf được. Ok. Khi ta tập á thì người ta đẩy cho mình thì rất là dễ đi, nhưng mà tới lúc mà mình tự bê đồ tự bơi á là rất là khó lên. Dạ. Hôm nay nước hơi cạn, nước từ chiều xuống. À. Nó đang lên nhưng mà đang à. Bãi này nhiều người tập quá ha, quá trời luôn các bạn. À. Mấy ba anh mà có bạn gái thì đừng xem clip này hả? Tại vì rồi. Đây gái bikini nó hơi nhiều quá. Thử mấy bạn gái sau này thấy đúng rồi. Không có tốt lắm phải không? Với mấy ông ngồi đây cầm cầm máy ảnh, cầm tele ngồi tia. À, đây các bạn rất là đông vui các bạn. Quá trời luôn nè, đúng cuộc sống thiên đường không? À, cho thuê dán trượt nè, quá trời nè. Cái này là cho người bắt đầu. Dạ. Dễ tập dễ tàn. Ok, wait a moment nhá. Yeah? Your yeah. Teacher still preparing. Các bạn, đang lại, thay đồ để đi shop. Đó, đây là cái loại dễ cho người mới tập các bạn. Okay. And then please. Tiếp.
for the max balance. Yep. Your feet must be flat, not okay. Not here too much. Yeah. Up here, this is so relax. Okay. Not too low. It's too low. Yes. Yes. Đơn giản các bạn, xe tay ga chở dán, chở tấm dán sáng đi lướt sóng trong một căn biệt thự rất đẹp, là động lực, không có mơ ước gì nhiều. Các bạn, đây là bạn Liêu, quản lý quán Mẹ Vui các bạn, đi uống cà phê với mấy anh chị ở trong cái quán tên là Satu Satu, hình như là số 1 đúng không? À, chứ Satu là 1, các bạn, Dua là 2, Shinja là 3. Sao tôi cái xong nó mới dẫn các bạn đúng rồi, đây quá tinh tế luôn anh chủ Phương ơi. Mốt có thể nhân viên em qua 40 tuổi thất nghiệp qua cho xin chân chạy bàn rửa chén. Thôi không phải xin chạy nha, hôm nay thấy sớm là không xong rồi, thấy chứng yếu lắm á nghe. Không, sớm mới ngày đầu mà đứng rồi ok đó, tại đâu quá không có hoạt động tay mỏi tay, với lại đi mình nó cái đúng rồi mệt lắm. Đây là một cái quán cà phê màu trắng xanh giống kiểu Starbucks ha. Thì cà phê specialty Indo cũng rất là nổi tiếng. Thì họ trồng từ 600m trở lên, không biết họ trồng ở vùng nào ha. Để hôm bữa mình đi cái núi Ichen cũng có thấy những cái vườn cà phê độ cao từ 500 đến 700m thì thấy những cái vườn cà phê. Hôm nào mình đi thử các bạn. Thì đây là một cái ly Americano đá. Cho các bạn xem cái quán cà phê ở Indo. Và giá không mắc nha. Giá không mắc. Cà phê nhìn vô dùng cái giá vui. Dạ. Đó, các bạn thấy cái một ly espresso là 25.000 ruby là khoảng 40.000 thôi các bạn. Giá cao nhất là flat white ha, quý meal medium large là 40 là có 60.000 thôi. Thì đây là Indonesia, một cái coffee shop tên là Satu Satu. Nghĩa là 1-1, các bạn đang pha bằng máy các bạn. Rất là được. Chữ đóng là YouTube ha. Mỗi ngày học một chữ các bạn. Thì đây là một cái theo tông màu trắng xanh. Bãi đỗ xe nhìn đã quá, thích ghê. Mấy cục gạch, rồi cỏ trồng ở giữa. Đơn giản là rất là đẹp. Đây là khu expat ở Canggu với Canggu. Cách tay giống như kiểu quận 2 Thảo Điền, Thủ Thiêm vậy các bạn. Đây, thịt heo. Anh Sunny Budan chết rồi, tự tử đã qua Việt Nam ăn phở rồi đó. Ăn với Barack Obama. Thì đây là thịt heo sẽ ăn cùng với cơm và những cái món rau củ quả khác nhau. Đó. Đây là cô đang làm. Trước đây là chỉ làm nghi lễ thôi nha, bây giờ là quán ăn đường phố luôn rồi. Ăn cơm với cơm tấm mỗi ngày các bạn. Rất là nhiều khách người Indo mua đem về đây, hoặc là ăn cái cơm không bỏ hộp mà bỏ vô giấy wrap ha. Thân thiện môi trường. Đó, bạn này sẽ múc cơm. Rồi, nước súp. Rau củ quả, cô kia sẽ bỏ thịt heo vô các bạn. Tất cả là trong với có cái hộp nhựa luôn, rau thì bỏ hộp nhựa ha, cơm thì bỏ trong cái giấy. Đó, phải rửa, ăn xong bỏ giấy luôn. Thịt heo đây. Đây các bạn, đây là một dĩa cơm baby guling. Thịt heo quay, giòn rụm luôn các bạn. Đây là cơm, thịt heo, một ít đồ rau, củ quả. Thì thịt heo sẽ có nước dừa ở trong á. Người ta sẽ giết con heo rồi rút hết máu ra. Xong cái nhét độc hồi xưa là có bỏ cục đá đuối lửa vô trong nữa. Bây giờ như là hết rồi. Thì cái xưởng người ta làm ở đây quay rất là lâu, 4-5 tiếng mới xong các bạn. Đây, mình cắn thử miếng cơm nha. Rồi, cắn thử miếng da heo nha. Cắn miếng da heo. Rất là giòn luôn, vị rất là nồng. Ngày bạn nào mà đem về Việt Nam mở, kêu mẹ Vui mà mở Việt Nam rất là hốt bạc giá bình dân. Rồi, tất cả mọi người đều ăn. Ngon nha. Rồi, okay. Mời Thư ăn. Yeah. Selamat makan. Selamat makan. Rồi mời anh chị. Rồi. Sau khi chơi bài
lai rai một đêm các bạn, xong rồi đi surfing, đi lướt sóng. Thì bây giờ mình đi tiếp ảnh rủ đi tiếp đi câu cá biển. Ui chà. Nhưng mà mình lên Ubud có việc, xong rồi mốt tuần sau là về câu cá, đi chơi, đi đảo Penida chơi tiếp các bạn. Giờ lên Ubud làm hết việc chụp hình linh tinh. Đường rất là nhỏ, lên Ubud đường còn nhỏ hơn, dốc hơn và cua gắt nữa. Nhưng mà xe mình thì ok, lên dốc được và nhỏ, luồn lách dễ các bạn. Nay nắng qua mưa quá. Tuần sau là lễ Nippi, cái lễ rất là lớn. Mọi người đừng nghỉ 2-3 ngày ở đây, tất cả luôn, hãng hàng không, máy bay nghỉ luôn hay sao. Đó là tuần sau, còn giờ đi chơi tiếp. Ubud cảnh cây cối nhiều ghê các bạn. Chạy những cánh đồng nhìn rất là giống Hội An ha. Cũng những con đường nhỏ nhỏ rồi lúa, ruộng lúa hai bên, những cái đền. Còn ở Hội An là những cái chùa nhỏ nhỏ. Lên nữa là cây cối, là mọi tầng ngóc ngách là mọi người đều trồng cây, không có để khoảng trống nào luôn. Nó còn cây là vô đó hết các bạn, mà rất là nhiều loại cây khác nhau, nhìn thích mắt lắm. Từng gốc đều đẹp, từng cái đều xinh hết, ai cũng mến cả. Đây, chạy giữa những cái cánh đồng ruộng lúa đây. Nhiều bạn để xe tuốt ngoài cũng để sát vô. Đó, những cái đền bao la luôn, hàng ngàn, hàng chục ngàn ngôi đền khắp Bali. Hòn đảo rất đặc biệt của Indo, người Hindu nhiều, văn hóa Hindu pha lẫn văn hóa bản địa. Đây hay cái là cây ruộng nhiều, nhưng mà cây cối, cây lớn nó vẫn còn nhiều các bạn. Còn mình thì chung quanh ví dụ dừa đồ, nhà cửa thôi, không có cây lớn nhiều, xen lẫn với ruộng lúa. Chạy đã ghê. Thực ra Bali thì nói chung Ubud nó cũng yên tĩnh rồi, nó cũng không có ồn ào đông đúc mà nhậu nhẹt rần đâu. Đây thì các bạn biết là không có cảnh sát, ít có ra đường hay lắm nha, chỉ là kiểu dân quân tự vệ gì đó, cái gì gọi là dân phòng thì họ sẽ giữ gìn trật tự an ninh, chứ ít có. Lên luôn. Kiểu dân phòng á, kiểu tạm gọi là vậy, thì họ sẽ giữ gìn an ninh trật tự của cái khu của khu vực các bạn, chứ cảnh sát cũng ít ra đường, kiểu cảnh sát giao thông chạy vòng thôi. Giờ bên đây cũng đi xe máy nhiều, nhanh gọn lẹ. Rồi đã đến. Trong khu này cũng hostel nhiều ha. Mình ở một cái dorm nhưng mà ở phòng riêng, thì đồ đạc nhiều, giữ đồ. Không phải cái này, vô nữa. Nhưng mà ở chung với mấy đứa kia cũng vui, nhiều cáp kèo đi chơi rồi. Có phòng nghỉ ngơi, đọc sách, uống bia, uống rượu thoải mái đó các bạn. Đây rồi, Namaste. Giống cái chữ Namaste của Namaste, giống cái chữ Namaste của tiếng Hindu. Đây rồi, cho các bạn xuống đi rồi mình lên. Còn đúng một chỗ cho mình không? Để mình lên đây luôn. Các bạn, đây là đã đến. Mình quay một phòng, một vòng chơi cho các bạn. Bình thường các bạn, cũng không có cây cối nhiều chung quanh, giống như những cái chỗ trước đây hay ở. Chung quanh Ubud cây cối nhiều đủ rồi. Đây, tên là Namaste, giống như chữ Namaste là xin chào của Ấn Độ. Cảm ơn Ấn Độ các bạn. Đây, bạn sóc. Đây là kiểu phòng dorm nhưng mà vẫn có phòng riêng. Hello. Dễ thương. Đây. Đây là có bán bia sẵn, ngồi để uống làm việc cũng được các bạn. Ngoài sân. Ở trên lầu mấy bạn có một cái ghế lười ở trên nữa để đi ngồi trên đó. Đây là võng lười. Đây là đi vô phòng của mình.
rất là nhiều hướng dẫn sử dụng ha, hướng dẫn chỗ tham quan này nọ. Đây, đây phòng mình là 400, hơn 400 ngàn các bạn, slumber. Đó, các bạn thấy những cái họa tiết là mình cũng có cái áo thun sơ mi mua Bali 8 năm trước vẫn còn mặc tốt. Những cái họa tiết hoa văn này kiểu Bali sặc sỡ sắc màu luôn, toàn ngủ mình đó. Ra đây phòng tắm có một cái cửa sổ trời ở đây, đứng ngoài đây tắm luôn cũng được hay gì đó, đó. Đây mở cửa ra. Đây cây cối nè, đã chưa. Tuyệt vời luôn các bạn. Phòng 400 ở đây 5 đêm luôn các bạn. Đang đi dạo quanh trung tâm Ubud, nay phát triển quá ha. Hồi trước thì nó vẫn vắng các bạn, hôm nay thì nhà hàng quán rồi sát bên luôn. Thì bạn mình nói là đặc dịch người ta Jakarta qua đây chơi nhiều, người ta mới thấy tiềm năng bên đây, nên dân Jakarta qua đây cũng xây nhiều và gian đường là đông kín luôn. Thì những cái chỗ như kiểu Kuta ở trung tâm Bali là hay là ở đây, nhiều khi ở ngoài nó lại rẻ hơn ở trong. Những cái chỗ đi ở á, thì ở trong thì nó yên tĩnh, giá lại cao hơn mặt tiền. Đó, và giờ dân Jakarta cũng qua đây đầu tư mua nhà xây mặt tiền, nên chỗ Bali hôm nay kẹt xe khủng khiếp luôn, nhiều hơn là trước nhiều các bạn. Cái mặt tiền bắt đầu người ta xây dựng buôn bán nhiều á, do dân ở thủ đô qua, chứ trước đó người ta không thèm quan tâm. Đợt dịch qua không biết đi đâu, qua Bali chơi thì mới thấy cái tiềm năng đó. Nhưng mà cũng ổn, không có quá đông đúc đâu, cũng được. Nay thứ bảy thì có thể đông hơn hàng ngày, tối bà con đi chơi khách Tây nườm nượp luôn các bạn, ganh tị đã ghê. Đó, những nhà hàng quán ăn bán đồ lưu niệm, rượu bia, ba búp đổi tiền, rất là nhiều chỗ đổi tiền luôn. Không có Việt Nam đồng đây ha. Đó, giờ đi vòng vòng kiếm chỗ nào ăn. Dĩa cơm sườn tấm các bạn 9:30 last order luôn. Thèm đồ Việt Nam nữa rồi. Hôm nay ăn đồ Indo. Giờ ăn đồ Việt Nam, đó là quán Mẹ Vui các bạn, cái này chi nhánh ở Ubud. 8 quán luôn, khắp nơi luôn. Trang trí rất là đẹp nha, vẫn màu vàng. Một những quán màu vàng tiên phong đầu tiên ở Việt Nam luôn á. Có treo nhiều hình người Mông, những cái người như đồ thiểu số nè. Quán đẹp quá, cái dịp các bạn đến mà thèm đồ Việt Nam ghé Mẹ Vui. Dạ. Yeah. Đứa nhỏ đi kiểu múa lân xin tiền nè các bạn. Cũng con lân không biết cái này là con gì, giống con gấu hơn. Đi vòng vòng mấy cái quán múa xin tiền tip nè, dễ thương không? Làm nhớ hồi xưa mình có múa lân nhưng mà làm ông địa không à. Đánh trống, đánh chiên, không có đánh trống già ha, đánh chiên. Hai đứa đội dễ thương. Coi mấy đứa nhỏ múa lân nè. Cái miệng đóng mở được luôn, cạp 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 này giống con gấu, giống con chó nó không biết con gì. Xin tiền donation. Hey. Kem dừa các bạn của Bali, một ly kem dừa, một viên là kem là 30.000, là 45.000 Việt Nam ha. 45.000, 46, 47 gì đó. Quán 10 giờ mấy mà vẫn còn đông. Đó, một ly kem dừa Bali. Anh nhớ kem dừa Côn Đảo. Rồi các bạn, đây là đường phố Ubud vào buổi chiều. Đây. Thank you. Xe cộ tấp nập, nay chủ nhật và con không đi làm mà du khách thôi, với mấy bên chỗ dịch vụ. Nay đông đúc hơn trước nhiều ha, xe cộ quá trời. Sáng giờ làm việc linh tinh ôm laptop ngồi ở nhà suốt các bạn, giờ mới đi ra ngoài tập thể dục xíu rồi kiếm gì ăn. Đây vẫn có trẻ em xin ăn nha, tại cũng còn nhiều người nghèo, ngồi chỗ khách du lịch nhiều quá, nên cũng có nhiều người vẫn còn cái theo xin ăn. Ở đây có cái tượng khỉ chạy Vespa dễ thương quá. So cute nè.
Hanuman chạy Vespa cổ. Mình cái chỗ này mình sắp đi là mình đến rồi, nhưng mà sợ nhiều bạn chưa có đến, sợ bỏ lỡ một cái nơi khá hay ho là chưa dịp đi thì cho các bạn xem chơi ha. Thì đây là một cái Monkey Temple, một cái đền khỉ các bạn, cũng là khu bảo tồn khỉ. Bạn các bạn cũng biết là ở Bali nó cũng văn hóa giống Ấn Độ là thần khỉ cũng khá là quan trọng và được tôn trọng, được giữ gìn. Người ta nó làm gì làm không ai dám làm gì nó hết, tại vì nó giống như kiểu hiện thân của thần khỉ Hanuman. Hanuman con khỉ trắng á, cũng rất là linh thiêng trong đạo Hindu các bạn. Bây giờ mình mua vé tham quan cái chỗ xây dựng này. Này xây là đẹp ghê, vé là 100.000 ruby, là 150.000 Việt Nam đồng các bạn, cũng hơi tiếc nhưng mà kệ. Cho các bạn tham quan xem thì 5 giờ đóng cửa nha, thì tới 6 giờ là phải ra hết đó. Thì giờ mình sẽ mua, mình lấy cái vé vô cho các bạn xem chơi, cho các bạn này chưa có dịp đi cho biết. Đây, ticket. Thank you sir. Chú. Đó, có mã QR code nhưng mà chắc cái máy hư nên giờ bấm lỗ thôi. Đây, bấm lỗ. Đây cái đền khỉ các bạn, Monkey Temple. Nó lượn một vòng cho các bạn chưa có dịp đi thì nhà xem chơi cũng được. Chưa thấy bé khỉ nào hết, chỉ mới có mấy cái hình tượng rồi thôi. Đây, cái lối đi hoa lót gỗ xinh xinh. Đây, phía xa có nhiều ngôi đền, có nhiều cái tượng sơn vẽ đủ màu sắc. Các bạn vô đây nhớ cẩn thận đồ đạc nha, mắt kiến rồi điện thoại đồ này nọ, cho mấy bạn khỉ cũng quậy lắm, xuống hay giật đồ của khách chạy tùm lum á. Đây, đã đến trung tâm. Đây, không có nhìn trực tiếp vào mắt nè. Này cũng giống như là cái này mình khỏi lo rồi, tại giỏi tán gái lắm, không dám nhìn gái. Đó, rồi không có cẩn thận đồ đạc nè, không có cho khỉ ăn nè, không có rờ đầu khỉ nè, không có mặc đồ quá sexy, bikini nè. Đó, là khu bảo tồn khỉ luôn các bạn. Rồi, đã vào Monkey Forest. Hình tượng những bạn khỉ leo lên một cái tượng con gì đây. Đây, cổng vào. Đi xuống một cái hầm để coi có gì nha. Bắt đầu vô hầm đây. Rất là tối. Cái này là mới xây nè, hồi trước chưa có. Rồi, đi qua bên đây. Đây, 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 đây. Ồ, có linh ga luôn. Đây, có một cái lối đi. Hai bạn khỉ đang làm gì trên kia kìa. Đang xà nẹo quá. Ghê không? Đang xà nẹo làm gì vậy con? Ghét ghê không? Quá trời luôn. Nhưng mà không cần phải vô đây thì các bạn đi dọc đường ở Bali là khỉ bao la luôn. Nhất là mấy cái đền đó các bạn. Nhiều lắm. Rồi, ở dưới đây cũng có một bạn nhỏ nhỏ đang ngồi ăn. Đang ngồi ăn. Ăn trái gì đây? Mãng cầu hả? Ngon quá, cho xin cái coi. Gia đình ba thế hệ. Ông bà nội ngoại, ba mẹ với đứa con. Dễ thương quá. Đây đây đây, một bé này nhỏ nhỏ đang làm gì đây? Dẫn theo một đứa nhóc nữa. Ái cha, chết cha, quýnh lộn. Ôi cha. À, chắc dám dành ăn của nhà nó cắn đuôi kìa. Trời ơi, nghe răng luôn. Ông kia có râu nữa kìa. Nhìn thấy ghét không? Thế bác dù đó ra hề. Father, mother and son, kid. Nó đuổi kìa, dẫn con mẹ kêu đi vô khác, không có rồi quậy nó để nó chơi. Cảnh đẹp quá các bạn, họ còn giữ gìn cây cối rồi xây dựng hòa hợp với thiên nhiên ghê. Một con suối trong cái đền khỉ nè, cây cầu đá, những cái dây leo dài cao, dây dài thường thuộc luôn.
này tiết có nắng xíu là đẹp ha. Cầu đẹp quá các bạn, hợp với cây cối nè, lên đây thấy nhẹ nhàng thoải mái dễ sợ. Trung tâm Ubud tới Ubud Palace là cho tham quan miễn phí nha, nhưng mà các bạn muốn xem múa hồi trước là mình miễn phí á, muốn cho như cho hôm nay bán giá 100.000 các bạn, thì tùy ngày sẽ có các buổi cái biểu các vở khác nhau. Trên một chủ nhật là sẽ có truyền thuyết Mahabharata nè, mình không nhớ đợt trước mình xem cái nào, nhưng mà mình rất thích và mong quay lại Indo, quay lại Bali chỉ để xem cái này thôi, nhưng mà hôm nay là xem cái này. Kệ, có gì thích ngày mai đi xem tiếp các bạn. Cái này là nhất quyết là các bạn phải nên xem nha, không là bỏ uổng lắm á. Xem bao nhiêu lần vẫn ấy, và xem rất là gần, thấy ánh mắt cử chỉ ngón tay rất là đã các bạn. Thì ở trước đợt hello, 100.000 một vé các bạn. Đó, thì mọi người đến thì mua. Có cái cùi vé ở đây, xong xé rồi. 7 giờ rưỡi bắt đầu. Ok, bye bye. Bye bye. Đây là cung điện hoàng gia các bạn, tham quan miễn phí. Tên là cung điện Ubud chứ, Ubud Palace. Đó, mọi người có thể vô tham quan thoải mái. Các bạn thấy những cái bức tượng ở đây có gắn bông hoa trên trán nè, này hoa bông bụp. Rồi hoa sứ nữa các bạn. Ở đây thì tối nay sẽ biểu diễn múa ở đây. Tùy ngày sẽ có cái điều vũ khác nhau các bạn. Tới nay xem Mahabharata giống như trong cái truyện Mahabharata, Ramayana và Mahabharata quá ha. Đây là những cái dàn nhạc cụ của các anh sẽ chơi ở trên đây các bạn. Trống, rồi chuông này nọ các thứ, chiên đang trùm khăn này các bạn, rất là hay luôn, mình rất rất thích luôn. Tối nay sẽ quay, tí nữa sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cái cổng rất là đẹp, bà con hay sống ảo ở đây nè các bạn. Mấy cái chuông này phải có cây gõ vô ha, mỗi cái nó sẽ có cái trọng lượng thể tích khác nhau nên sẽ tạo ra cái các độ khác nhau các bạn. Này giống kiểu xylophone hay là đàn xylophone hay là mấy cây gì quên rồi, cây mà cũng bộ gõ trong percussion á, trong nhóm bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Còn này là nhạc cụ truyền thống của Bali đây, thấy nhìn cũng có vẻ đơn giản ha, nhưng mà chơi ra giai điệu và cả dàn nhạc và tấu với nhau rất là khó, toàn bộ bộ gõ hết luôn. Những cái trống chầu, những cái trống đại phía xa sắp được xem rồi, đợi 8 năm mới được xem lại, quá đã các bạn. Bán mì gói nè các bạn, nước nóng rồi mì gói, cà phê. Hai bạn bán mới bán vé cho mình nè. Đó, chủ đạp xe bán cà phê Milo rồi luôn, ly ở đây, còn ai ăn mì gói thì lấy rồi đổ nước nóng vô. Quá đã các bạn. Đó, ở đây ghế bên tả bên hữu và sau lưng mình đầu tiên luôn các bạn, một trong những người sớm nhất. Chuẩn bị đợi coi, 8 năm mới được xem rồi, quá đã. Chuẩn bị bắt đầu rồi các bạn, 7 giờ rưỡi rồi, đông kín người rồi. Phía trước ngồi được luôn nè mà mình không biết, ngồi sát sân khấu luôn. Kệ, ngồi đây thoải mái hơn, không còn một chỗ trống luôn. Mà đêm nào cũng có nha các bạn, 7 ngày trong tuần đều có hết. Rất là đã, kinh doanh tốt dễ sợ, 100.000 một vé là 150.000, này biết bao nhiêu người. Nó trả cho các chủ công, các đoàn biểu diễn nè các bạn. Rồi, chuẩn bị điệu nhảy La Gong ở Mahabharata ở Ubud Palace. Đúng 7:30 là các bạn nhạc công ra, rất đúng giờ các bạn. Mặc đồng phục rất là đẹp, sơ mi, váy và đội khăn của Bali. Còn giữ gìn truyền thống rất quá. Cái này người ta đến đây là vì những cái này nè, vì những cái di sản, cái văn hóa truyền thống địa phương này. Chứ kiểu nhà hàng sang trọng khách sạn thì quá quen rồi, không có gì đặc sắc các bạn, rất là vui. We'll be right back.
Rồi các bạn, tất cả các diễn viên ra chào mọi người à, rất là đông. Đã ghê không? 100.000 vé xưa miễn phí, còn giờ là quá trời luôn. Rồi, hết show rồi các bạn, mọi người đang đi về. Vàng trống, rồi nghe tiếng sáo mà nãy giờ mình nhìn không thấy ông tại sáo ở đâu nha. Một bên thì chơi nhạc cụ như cái sân, bên kia là cái dùi các bạn. Mấy chú nhạc công, nhiều chú cũng lớn này, có nhiều bạn trẻ chắc đang truyền nghề lại. Rồi, hơn một tiếng là hết show. Cảm ơn các bạn, cho các bạn xem đã luôn. Mai mốt rảnh đi xem tiếp. Ly không thể thiếu massage, nên massage khỏe đàng hoàng nha. Cổ hơi gây 30 phút, mốt làm body sao. Massage khỏe đàng hoàng nha, đầy đủ nha. Khăn trải giường này nọ.